Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ hai, ngày 28 tháng 11. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu cũng như mang lợi ích kinh tế bền vững. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19. Tin chi tiết, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm phó trưởng ban dân tộc tỉnh và phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chân Đông đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm cán bộ. Sau đó, điều động bà Huyền Tôn Nữ Diệm Thúy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Ban dân tộc tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh. Bổ nhiệm ông Trần Công Thích Vương, Trưởng phòng Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu trưởng thành của ông Trần Công Thích Vương và bà Huyền Tôn Nữ Diệm Thúy. Chủ tịch tỉnh đề nghị trên cương vị mới, các cá nhân được điều động bổ nhiệm đợt này tiếp tục nỗ lực cố gắng phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Trần Công Thích Phương cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu kế thừa những thành quả, kinh nghiệm công tác tại cơ sở, cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị đoàn kết, phát huy tinh thần, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 đạt 100% các câu hỏi của người dân về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và câu trả lời của các cơ quan chức năng quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được đăng tải trên trang thông tin giảm nghèo tỉnh, trang thông tin điện tử của các cấp chính quyền địa phương và thường xuyên cập nhật thông tin kết quả, tiếp nhận và giải đáp kịp thời những phản hồi về chương trình giảm nghèo. Cùng với đó, 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và hàng năm, triển khai có hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Có ít nhất một chuyên mục được phát sóng hàng tháng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và ít nhất một chuyên trang trên báo Thừa Thiên Huế về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trên 80% các xã có ít nhất từ 1 đến 2 chương trình phát thanh trên tuần về giảm nghèo bền vững trên đài truyền thanh xã. Để đạt những mục tiêu nói trên, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung như tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thúc đẩy hiệu quả thực hiện phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu vì một Việt Nam không còn đói nghèo, tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở để tăng cường giải thích về chính sách, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Các hình thức sáng tạo như hội thi, trò chơi truyền hình, sân khấu hóa để thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Tại dự thảo quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện trình chính phủ, Bộ Tài chính đã đề nghị giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Trong dự thảo này, mức thu phí áp dụng cho ô tô được chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe từ 130.000 đồng một tháng đến 1.430.000 đồng một tháng. Thời gian giảm phí là 6 tháng kể từ khi nghị định có hiệu lực thi hành, dự kiến áp dụng trong năm 2023. Đề xuất nếu được chính phủ thông qua sẽ có phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải, giảm giá thành vận chuyển, giảm chi phí sản xuất kinh doanh cũng như giá hàng hóa, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, ước tính ngân sách năm 2023 sẽ giảm khoảng 390 tỷ đồng. Tính đến ngày 25 tháng 11 đã có hơn 110.000 vé tàu Tết đã được đặt chỗ. Theo đó, ngành đường sắt sẽ tiếp tục tăng số lượng vé tuyến thành phố Hồ Chí Minh về khu vực miền Trung nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Bên cạnh đường sắt, dự báo nhu cầu hành khách qua các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết Quý Mão 2023 tăng từ 50 đến 60% so với năm trước. Khảo sát trên website bán vé của ngành đường sắt cho thấy,
chặng từ thành phố Hồ Chí Minh về nhiều tỉnh miền Trung những ngày cao điểm trước Tết đều kín chỗ, trong khi những tuyến dài hơn như về Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội vẫn còn nhiều ghế trống. Qua khảo sát cho thấy, hiện giờ vé xe khách Tết tại một số nhà xe chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung đã tăng từ 40 đến 60% so với ngày thường, từ 700.000 đồng một vé đến khoảng 1.200.000 đồng một vé. Từ ngày 1 tháng 12 tới đây, các cơ quan chức năng liên quan sẽ tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trọng tâm trong kế hoạch lần này là triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy, vũ khí, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, mỹ phẩm và hàng hóa khác có giá trị cao. Để triển khai thực hiện kế hoạch trên, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công thương đã chỉ đạo cả đơn vị có liên quan trong chức năng, nhiệm vụ phù hợp chặt chẽ để có phương án đấu tranh cụ thể. Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà tổ chức hội thi đoàn viên công đoàn về pháp luật trong cán bộ công đoàn thị xã lần thứ 2 năm 2022. Hội thi có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thị xã, các ban ngành cùng 93 thí sinh là các cán bộ công đoàn đang công tác tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà và đông đảo lực lượng đoàn viên công nhân viên chức lao động để động viên cổ vũ. Dưới hình thức rung chuông vàng, các thí sinh sẽ tham gia trả lời 25 câu hỏi của hai chặng thi với mức dễ đến khó. Nội dung các câu hỏi liên quan đến các luật như luật công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công đoàn. Hội thi là dịp để các cán bộ công đoàn thị xã Hương Trà cùng nhau giao lưu, học hỏi, tìm hiểu kiến thức và chứng tỏ khả năng hiểu biết của mình về các vấn đề có liên quan đến các bộ luật cũng như quy định mới hiện hành và kỹ năng hoạt động công đoàn. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức lao động và công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học thông qua việc tăng cường công tác truyền thông, thay đổi nhận thức của cộng đồng đã được các ban ngành chú trọng. Cuối tuần qua, một hoạt động ý nghĩa do Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với trường Trung học phổ thông Tam Giang, xã Điện Hải, huyện Phong Điền tổ chức. Trải qua nhiều câu hỏi với nội dung xoay quanh về luật thủy sản, các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ, vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, gần 100 em học sinh cũng như cộng đồng ngư dân địa phương đã được truyền tải những thông điệp đơn giản, gần gũi về hoạt động bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thủy sản, biển, đầm phá, sông ngòi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân tập thể đạt thành tích cao. Qua cuộc thi, các em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực đến bố mẹ, người thân, những người đang khai thác thủy sản tại địa phương để hướng tới chấm dứt tình trạng khai thác tận diệt trên đầm phá quê hương. Phát triển rừng bền vững, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên là một trong những chiến lược quan trọng của ngành nông nghiệp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu cũng như mang lợi ích kinh tế bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự với những diễn biến gần đây. Với thông điệp vì một Việt Nam xanh, thời gian qua nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay đồng loạt ra quân trồng bởi hàng chục nghìn cây bản địa tại khu vực rừng đầu nguồn, những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, sạt lở. Tại tiểu khu 351 thuộc địa phận xã Hương Nguyên, hơn 1.000 cây bản địa gồm lim xanh đã được các đơn vị quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế và khu bảo tồn Sao La trồng trong ngày 27 tháng 11. Đây là những loại cây gỗ lâu năm có khả năng giữ đất và chống sạt lở cao nhằm duy trì và phát triển vành đai xanh dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Ngoài trồng 1.000 cây xanh của phối hợp với Chi cục và quỹ thì định hướng tới đây thì về phía khu bảo tồn cũng sẽ phối hợp với các chính quyền địa phương để mà tổ chức tiếp tục trong cái để hưởng ứng chương trình mục tiêu cây xanh để nâng cái lượng cây xanh tại địa bàn các cái xã giáp ranh. Còn đối với công tác quản lý bảo vệ thì các cái cây này là do trồng dọc tuyến, do đó là bố trí cái lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên là quản lý chăm sóc cho nó phát triển càng ngày càng tốt hơn. Tôi thấy là cái chương trình mục tiêu cây xanh của chính phủ trong đến địa bàn của công ty thì tạo thêm được một cảnh quan đẹp cho công ty để mà ngoài cái việc kinh doanh ra thì nó còn thêm sau này có thể hướng tới là cái du lịch sinh thái cũng như là cái môi trường cho anh em làm việc nó đẹp hơn. Được biết trong năm 2022 toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã trồng 16.000 hecta rừng, trong đó cây bản địa chiếm khoảng 1/3 diện tích. Từ nguồn kinh phí quản lý, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành hỗ trợ 15.000 cây giống bản địa, gồm liêm xanh, cho, xến, huẩn, liêm lá thắm và vật tư trồng rừng cho một số đơn vị chủ rừng là Công ty Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng Phòng hộ và hai huyện miền núi A Lưới, Nam Đông.
từ cái thông điệp vì một Việt Nam tươi xanh thì có lẽ tất cả mọi người dân chúng ta, người dân Việt Nam ai cũng hưởng ứng cái phong trào này. Thì hàng năm chúng tôi từ nguồn vốn sự nghiệp từ nguồn sự nghiệp từ 10% quản lý, chúng tôi có thể hỗ trợ cho các đơn vị cây giống để tạo điều kiện cho các cái chủ rừng, các địa phương có được thêm điều kiện để trồng cây phân tán, hưởng ứng cái phong trào trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn các địa phương. Việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả trong chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ của ngành lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua không chỉ góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường mà còn nâng cao được nhận thức cộng đồng người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Do vậy đến nay, Thừa Thiên Huế là một trong số tỉnh có độ che phủ rừng cao trong cả nước với tỷ lệ 57,16%. Hiện nay thì chúng tôi chủ trọng là trồng các cái loại cây bản địa ở các khu bảo tồn và các cái rừng phòng hộ để mà thứ nhất là bảo tồn nguồn gen cũng như là phát triển cái cây bản địa tại cái khu vực. Thứ hai nữa thì chúng tôi chú trọng cái công tác là tạo ra những vườn ươm để mà ươm trồng cây bản địa phục vụ công tác trồng rừng của tỉnh cũng như là công tác phục hồi đa dạng sinh học của tỉnh. Thứ ba nữa là chúng tôi khuyến khích các đơn vị trồng nhiều cái cây bản địa tại khu vực của mình để tăng cái mức độ là chống xói mòn cũng như là bảo vệ là chống sạt lở và bảo tồn đa dạng sinh học. Một trong những giá trị quan trọng của trồng rừng bản địa đó là giúp phục hồi lại hệ sinh thái tự nhiên của khu vực. Chủ rừng được khuyến khích trồng các cây bản địa, tạo thêm một hành lang sinh thái để các loài động vật hoang dã có môi trường sống. Không những thế, các vành đai cây bản địa này còn góp phần hạn chế sự lây lan của sâu bệnh và cháy rừng nếu xảy ra. Tại các khu vực ven sông suối, ao hồ, các vành đai này sẽ giúp hạn chế tình trạng xói mòn, rửa trôi đất. Đây là một yêu cầu quan trọng để phục hồi hệ sinh thái bền vững. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận thêm 41 ca mắc COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh có 177.975 ca F0, có 170 ca tử vong với tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 0,096%. Về tiến độ tiêm vaccine trong những ngày qua đạt trung bình 3.183 mũi một ngày. Sở Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch tiêm chủng đồng bộ chi tiết cụ thể cho từng lộ trình giai đoạn, đồng thời tiến hành ra soát có phương thức đánh giá những đơn vị triển khai tiêm chủng chưa tốt, tỷ lệ tiêm thấp. Hiện nay có tình trạng các doanh nghiệp đang có tư tưởng giao phó cho địa phương, nhưng khi có sự cố là mất phương hướng, không có kế hoạch xử lý cụ thể. Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, đề nghị các doanh nghiệp báo cáo số lượng chưa tiêm chủng và đề xuất nhu cầu tiêm chủng để chuẩn bị triển khai các đợt tiêm chủng trong thời gian tới. Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê, ra soát học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đủ liều cơ bản và học sinh từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm mũi nhắc lại để chuẩn bị cho các đợt tiêm chủng tiếp theo. Phối hợp với Đại học Huế xây dựng kế hoạch tiêm chủng đầy đủ cho các em học sinh, sinh viên. Đời sống vật chất ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đi cùng với đó, những bệnh lý về tâm thần cũng ngày càng được phát hiện nhiều hơn. Đặc biệt hiện nay, những tác động của đại dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Trong khi sức khỏe thể chất được xã hội quan tâm và đặt đúng vị trí của nó, thì sức khỏe tâm thần vẫn còn phải bền bỉ phấn đấu để thay đổi dần nhận thức, vẫn còn nhiều lệch lạc và mặc cảm. Đầu năm 2022 đến nay, đều đặn hàng tuần, bà Phan Thị Liên ở phường Phước Vĩnh, thành phố Huế đưa cháu gái sinh năm 2018 đến phòng tâm lý lâm sàng phục hồi chức năng trẻ em thuộc Bệnh viện Tâm thần Huế điều trị. Tại đây, cháu đã được các giáo viên giáo dục đặc biệt áp dụng những kỹ thuật điều trị mới, giúp cháu cũng như nhiều bệnh nhân khác từng bước phục hồi tích cực. Nó tốt 100%. Mà nói là người dư mà có điều kiện thì cho cháu học tiếp. Chăm một em thì là rất là khó. Nên cũng mong muốn có một cái môi trường lành mạnh để mình chia sẻ cái cách chăm sóc và kinh nghiệm chăm sóc của cháu. Bác sĩ cũng chia sẻ cùng muốn xây dựng một cái môi trường để cho các cháu học tập vừa chăm sóc chữa bệnh nhé. Tại Bệnh viện Tâm thần Huế, bình quân mỗi ngày có từ 150 đến 250 bệnh nhân đến khám và điều trị. Các mặt bệnh phổ biến tại bệnh viện là rối loạn về cảm xúc, rối loạn giấc ngủ, rối loạn vận mạch, các rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy, tâm thần phân liệt, động kinh. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đang triển khai phối hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau.
Thứ nhất là được cái môi trường rộng rãi, thoáng mát, giáo viên cũng rất là nhiệt tình, tận tâm, và đặc biệt em cũng được đào tạo cái kỹ năng về ngôn ngữ trị liệu và là giáo viên giáo dục đặc biệt. Nên khi đến đây thì em cũng đã từng dạy rất là nhiều cháu rồi, cảm thấy là phụ huynh rất là hài lòng. Gần đây thì cả cái nhu cầu của cả cái cộng đồng nó liên quan, ví dụ như trẻ em hoặc là những cái nhóm nghiện chất thì và những cái rối loạn lo âu liên quan đến do rối loạn thích ứng hậu Covid hay là những cái xáo động trong cái cuộc sống chẳng hạn, thì là chúng ta phải có những cái hình thức mà dịch vụ kỹ thuật mới để mà đáp ứng được cái nhu cầu, để tăng cái khả năng điều trị cho các cái nhóm bệnh nhân đặc thù. Kích thích từ xương sọ cũng là kỹ thuật đang được quan tâm đầu tư tại bệnh viện. Đây là kỹ thuật không xâm lấn, không cần phẫu thuật hoặc kề ghép điện cực, ngày càng chứng minh có hiệu quả cao trong điều trị các rối loạn tâm thần phổ biến, đặc biệt là trầm cảm nặng, các rối loạn đau do nguyên nhân thần kinh và các rối loạn tâm thần khác. Trong năm 2022, bệnh viện đã tổ chức các lớp đào tạo tiếp nhận kỹ thuật trên và sẽ sớm đưa vào ứng dụng điều trị với mục tiêu nhằm chăm sóc có hiệu quả bệnh nhân. Đa dạng hóa các cái hình thức để cho bệnh nhân và người dân dễ tiếp cận hơn và giảm cái kỳ thị của cộng đồng đối với các cái rối loạn tâm thần. Nó đa dạng chứ không phải là đơn thuần chỉ có các cái rối loạn và loạn thần nặng. Sau đại dịch COVID-19, tỷ lệ người dân gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần gia tăng. Do đó, việc cấp thiết hiện nay là dành sự quan tâm đến sức khỏe tâm thần, đặt sức khỏe tâm thần ngang hàng với sức khỏe thể chất. Để tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, vai trò trách nhiệm ngành y tế sớm cập nhật, xây dựng các hướng dẫn chuyên môn chẩn đoán, điều trị, quy trình kỹ thuật về tâm thần, thực hiện đào tạo, phát triển nhân lực chuyên khoa tâm lý, lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần tại tuyến y tế cơ sở để người dân được nâng cao sức khỏe, phát hiện sớm các đối tượng nguy cơ, người có rối loạn tâm thần. Việc chăm sóc sức khỏe tâm thần là vấn đề của toàn xã hội, chính vì vậy, phòng ngừa và nâng cao sức khỏe tâm thần là trách nhiệm của chính mỗi người dân, gia đình, cộng đồng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Thông tin này cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.